Chào mừng quý bà con đã đến với chương trình của Ngọc Chi ngày hôm nay. Nếu như bà con đang cần một dòng máy rửa xe, có thể rửa được xe số, xe tay ga, xịt rửa sân vườn hoặc là chuồng trại, thì ngày hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho quý bà con một dòng máy rửa xe đến từ thương hiệu Toàn Phát với mã là TB2500. Và trong video này, Chi sẽ bắt đầu lắp máy cũng như là test trực tiếp lên xe cho quý bà con cùng xem nhé. Và sau đây, Chi sẽ bắt đầu lắp ráp máy cũng như là giới thiệu từng phụ kiện cho quý bà con coi. Đầu tiên, đó là bên máy rửa xe này sẽ cung cấp cho quý bà con một dây hút nước dài lên đến 1,5m. Và một đầu là đồ lọc rác, bà con sẽ cắm cho Chi trực tiếp vào xô nước của mình. Còn đầu còn lại là khớp nối nhanh, bà con sẽ kết nối với bên trong của thân máy. Và sau khi đã lắp nhiều nước vào xong, thì bà con sẽ lắp thêm vào đường nước ra của mình. Thì bên dòng máy này cung cấp cho quý bà con một dây xịt cao áp dài lên đến 8m. Và một đầu bà con sẽ kết nối bên trong của thân máy. Đầu còn lại thì bà con sẽ gắn vào bên trong súng phun nước của mình. Và công đoạn lắp ráp cũng đã xong rồi. Thì bà con hãy cùng Chi đi test thử dòng máy này luôn nhé. Và sau khi đã test máy xong thì bà con có thể thấy rằng máy vận hành rất dễ dàng cũng như là êm ái và bền bỉ. Và khi mua hàng tại Thế Giới Máy, bà con sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng và giá cả phải chăng. Và đặc biệt là chúng tôi bảo hành dòng máy này lên đến 12 tháng và vận chuyển hàng trên toàn quốc. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi nhé. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con.